gỏi tái bò viên. Rồi em cũng đã hoàn thành rồi. Mình sẽ đợi cái nước này sôi lên, mình sẽ đem đổ cái nước chơi này ra nha cả nhà. Rồi sau đó mình sẽ thêm nước vào để mình hầm. Xương bò của mình nó ra cái chất dơ, bây giờ em sẽ đổ ra để em rửa sạch cái xương bò này nha. Sau khi em rửa sạch và đã thêm nước, bây giờ mình bỏ lên bếp mình hầm tiếp nha. Nhà nướng cho em một ít hành tây, củ hành tím và một ít gừng. Mình nướng cho nó cháy lên để khi mình bỏ vào trong phở thì nó sẽ có mùi rất là thơm. Đây. Hành tây, hành tím và gừng của mình đã nướng xong rồi, đã thơm rồi nha cả nhà. Mình sẽ lấy ra, mình bỏ mấy củ đã nướng vào đây nha, bỏ chung vào mình hầm cho nó thơm. Cho vào đây cho em là một muỗng canh nước mắm, một ít đường phèn, cho em là hai viên gia vị phở bò nha, đây, để cho nó thêm hương vị. Bây giờ mình cứ để hầm ở đây 2 tiếng, hồi lát em sẽ quay lại và kiểm tra. Trong lúc chờ đợi nấu phở cả nhà thì em pha một ly sánh dây em uống, thì dạo này em hay bị nóng ở trong người á. Cái này hồi em đi về Việt Nam em xách qua nè, bột sánh dây đó rất là hiếm luôn, xách ở Việt Nam qua là hàng chuẩn á cả nhà. Bây giờ em sẽ pha một ly em uống, em bỏ một gói đường nhỏ nhỏ. Đó, hồi xưa cả nhà em xách cái này qua, em để trắng trắng như này em nói chết rồi, sợ quá, sợ nhìn nó giống như hàng cấm gì đó. Em dặn mẹ em viết cho em nè, bột sắn dây. Giờ mình bỏ đường nha. Nhà uống cơm này với em nha. Xin mời cả nhà. Sơ cái phở này nha, chụm khoảng 30 giây là được rồi. Như vậy là xong rồi, em sẽ đổ ra cái rổ và em sẽ xả nước lạnh ha. Cái nước phở em đã lọc qua xong rồi nè cả nhà. Và em cũng đã nêm nếm lại theo khẩu vị của nhà mình. Em bỏ bò viên vào. Và bên đây em sẽ làm một tô phở tái bò viên. Đây, tô phở của em đã xong rồi, xin mời cả nhà cùng ăn nha. Bây giờ em sẽ chuẩn bị thêm là tương ớt và tương đen vào để mình ăn cho nó thêm ngon ha. Nước lèo phở. Tô phở. Đây là tô phở tái bò viên mình đã nấu xong. Xin mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Đây là những món ăn đơn giản nhưng mà rất là dễ ăn cả nhà. Là món phổ biến của người Việt Nam mình luôn. Hello cả nhà, hôm nay mình sẽ ăn là món phở bò tái với bò viên nha cả nhà. Và mình sẽ ăn tráng miệng là món bánh rét sầu riêng. Đây là phở mình mới nấu xong, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình sẽ ăn nha. Em xin mời cả nhà cùng ăn với em. Để em sẽ bỏ giá vô đây. Xíu mình sẽ ăn bánh rét ha. Mình có nêm vào trong đây là một ít tương đỏ và một ít tương đen nữa nha, ăn cho thêm phần đậm đà. Ngon quá ha. Vừa ăn. Mình nấu theo khẩu vị gia đình của mình đó. Em mời cả nhà miếng bò viên nha. Ngon quá.
Phở ăn hoài không ngán nữa hả? Ngon. Ở bên đây nó bán một tô phở 7 đồng mấy cái nhà. Ở nhà mình nó một nồi bự luôn á, ăn mấy ngày trời ăn có đã thôi cả nhà. Ghê. Ngon lắm. Đậu hành. Đã quá. Em hồi em ở Việt Nam á cả nhà, sáng nào giờ em cũng phải ăn giống như ăn đồ nước vậy đó, chứ ăn không khô em ăn không nổi. Ở xóm em bán tô phở 30.000 cả nhà, ăn ngon luôn. Em nấu theo cách của gia đình em á cả nhà, nên nó cũng lẹ lắm, chỉ cần hầm xương với lại nêm nếm một xíu thôi. Mùi bự quá, mẹ em mua ngoài chợ. Tô phở xong rồi cả nhà, bây giờ sẽ ăn kế đến là món rết sầu riêng. Em sẽ ăn thử cho cả nhà cùng biết cái vị của nó ha. Rồi em xin mời cả nhà nha. Đã chưa? Là lấy bằng cái muỗng nha cả nhà, ăn bằng cái muỗng nha. Thơm sầu riêng mà béo lắm phải rồi. Ngon quá. Sầu riêng thơm quá à. Ai là fan sầu riêng thì không thể bỏ qua món này nha cả nhà, ngon quá. Nè, em mời cả nhà miếng bự bự này nè. Ngon quá. Lần này là thứ hai em ăn bánh này cả nhà. Rồi chưa em thấy nó, em nghĩ là nó béo lắm, ăn không ngán một cái. Tại em trong cái bánh này em mua được sầu riêng nhiều nha, chất lượng luôn. Ngon.
ngon quá. Ăn hết tô phở à? Giờ ăn bánh tráng sầu riêng này nữa. Ngon quá. Em đã ăn xong rồi. Bữa ăn của em rất là ngon và no luôn cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của em. Cả nhà nhớ like, subscribe cho em để em ra nhiều video mới nha. Bye bye.